Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 205 Người Giảng Lão Hòa Thượng tịnh Không Xin mời mở quyển kinh Khoa hội tờ thứ Khoa hội tờ thứ 27 kinh văn đếm xuống hàng thứ hai chúng ta xem từ tiểu khoa trực tâm kính sự cung kính tam bảo phụng sự sư trưởng vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm kinh văn tuy là chỉ có ba câu ba câu này là trung tâm của cả thầy tu học phật pháp thế tôn ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Vì chúng ta Nói nền tảng tu học Ba đời chư Phật Cùng đồng cái nền tảng Tịnh nghiệp tam phước câu thứ nhất Chính là nói Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiệt nghiệp Phật Pháp bắt đầu từ ngay chỗ này Sau cùng viên mãn cũng là một câu này phải làm thế nào từ bắt đầu đạt đến viên mãn việc này chính là ngày nay trong đây đã nói ba câu này triệt thị triệt chung chúng ta nhất định phải tuân thủ câu thứ nhất cung kính tam bảo tam bảo là lão sư của chúng ta nếu như không thể cung kính tam bảo hiếu thân cùng tôn sư thì sẽ không có cho nên người xưa trách nhiệm người học người đến tham học xem qua người này có thể có thành tựu hay không người ngày trước đã nói người này có phải là có pháp khí hay không cũng là dùng lời hiện đại để nói họ có đầy đủ điều kiện để học phật hay không nếu như đầy đủ điều kiện để học phật con người này gọi là pháp khí họ ở ngay trong một đời có thể thành tựu nếu như không đầy đủ cái điều kiện này thì họ không thể nào có thành tựu tam bảo là phật pháp tỳ kheo tăng không luận là tại gia xuất gia học phật trước tiên phải bắt đầu từ cung kính tam bảo thế nhưng hiện tại có rất nhiều người đưa ra nghi vấn có rất nhiều tỳ kheo tăng ni họ không đúng pháp chúng ta còn phải cung kính đối với họ sao tâm cung kính không những không có tâm khinh mạng hủy bán thậm chí hủy nhục thấy đều có ra Đây là sự thật Xem thấy phổ biến trong xã hội của chúng ta ngày nay Không hề sai Người xuất gia làm ra không đúng pháp Không liên quan với ta Nếu ta muốn thành Phật Ta nhất định phải cung kính Họ là người ác họ ngày ngày làm việc xấu ngày ngày phá giới ngày ngày phạm quy ta còn phải cung kính đối với họ hay sao không hề sai ta vẫn là cung kính đối với họ cách nói này của tôi người hiểu được không nhiều mọi người nghe rồi đều cảm thấy mù tịt tại vì sao phải cung kính Họ có Phật tánh Tất cả chúng sanh Đều có Phật tánh Chúng ta là nhìn ở trên Phật tánh Mà cung kính họ Hành vi tạo tác của họ Là nhân quả báo ứng Đó là sự việc của họ Không liên quan gì với ta Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền Mười Đại Nguyện Dương Điều thứ nhất Lễ kính chư Phật tuyệt nhiên không có nói tỳ kheo tỳ kheo ni phá giới có thể không cần cung kính không hề có cách nói này đã không có nói thì phải lễ kính bình đẳng vì sao vậy lễ kính là tánh đức của chính mình nó không phải khác chúng ta tu hành tu cái gì đem phiền não tập khí của chính mình tu hết Tu là cải chính Đem cái tự tư tự lợi của chính mình Danh vọng lợi dưỡng Tham sân si mạng Đây đều không phải là thứ tốt Đem đó tu sửa lại Tánh đức vốn đủ Trong tự tánh của chúng ta Chính là lễ kính Cho nên chúng ta học lễ kính Không phải học gì khác hồi phục tánh đức của chính mình sự việc này rất quan trọng quyết không thể bởi vì nghịch cảnh ác duyên bên ngoài chúng ta liền tùy theo nó xoay chuyển đem tánh đức của chính mình vĩnh viễn bị chôn mất đi vậy thì đáng tiếc đây là ngu si lại huống hồ bạn nếu là chân thật y theo phương pháp này mà tu hành cái tốt và lợi ích mà bạn đạt được là quá nhiều đây là mọi người đều có thể rõ ràng quán sát ra được kính người thì người kính lại bạn tôn kính người khác thì người khác nhất định tôn kính bạn bạn xem thường người thì người ta làm sao không xem thường bạn chính là đạo lý đơn giản như vậy ái nhân giả nhân hằng ái chi trợ nhân giả nhân hằng trợ chi bạn trồng cái nhân như thế nào thì liền có hồi báo như thế đó đây là chân lý đây là định luật vĩnh viễn sẽ không thay đổi phật bồ tát cũng không thể nào thay đổi được định luật này phật dạy bảo chúng ta là chí thiện phật đối với tất cả chúng sanh chính là lễ kính không chỉ là dạy chúng ta cung kính tam bảo chư phật như lai các ngài dẫn đầu làm cho nên nhà phật thường nói ngay trong mắt của phật xem thấy tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai Lời nói này là thật Không giả chút nào Trên Phật Kinh thường nói Ba đời Phật Có quá khứ Phật hiện tại Phật dị lai Những gì nào là Phật dị lai Tất cả chúng sanh đều là Phật dị lai Cách nói này Thực tế mà nói là Phật phương tiện nói chúng ta nghe rồi có thể tiếp nhận nếu như chân thật nói chúng ta nghe rồi sẽ không hiểu phật ở kinh hoa nghiêm kinh viên giác nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành phật lời nói này chúng ta liền rất khó hiểu cho nên chư phật như lai cung kính bội phần đối với tất cả chúng sanh một chút hư giả đều không có chúng ta học phật từ chỗ nào mà học chính là bắt đầu học từ cung kính bồ tát phổ hiền mười đại quyện dương điều thứ nhất lễ kính chư phật cái điều này chúng ta làm không được Thì các điều khác đều không có Mười nguyện cũng giống như tòa lầu mười tầng Lễ kính là tầng thứ nhất Không có tầng thứ nhất Các vị nghĩ xem thì làm gì có tầng thứ hai, thứ ba Toàn bộ đều không có Không chỉ Phật Pháp vào cửa từ lễ kính Học vấn của thế gian Cũng vào cửa từ lễ kính ngày trước chúng ta đã in qua lễ ký thanh hoa lục lễ ký quyển sách này là của nhà nho cũng như luật tạng của phật giáo chúng ta đó là luật tạng của nhà nho phân lượng quá lớn chúng ta không cách gì hoàn toàn độc tụng người xưa có tâm như ở trong sách này Bộ phận quan trọng Ghi chép lại là Làm cái thanh hoa lục Đồng tu chúng ta Mỗi một người Đều có một quyển Các gì mở ra Câu đầu tiên ở thiên thứ nhất Khúc lệ giết vô bất kính Câu nói này cùng câu thứ nhất của mười nguyện phổ hiền lễ kính chư phật ý nghĩa hoàn toàn giống nhau nói rõ học vấn của thế gian làm thế nào thành tựu vô bất kính thì thành tựu kính người kính việc kính vật tất cả cung kính như vậy mới có thành tựu ngày nay chúng ta học phật vì sao không thể thành tựu không biết cung kính từ xưa đến nay tổ sư đại đức đại thiện tri thức họ tiếp chúng chính là nhà phật gọi là tiếp dẫn đại chúng họ tuyệt nhiên không phải có thần thông không nên đều cho rằng những người này có thần thông cái gì là thần thông họ là xem nghĩ lời nói động tác của bạn người ta là quan sát cái này xem thấy bạn người này có tâm cung kính đối người đối việc đối vật có tâm cung kính vì thiền trí thức này liền đặc biệt chăm sóc bạn vì sao vậy bạn có thành tựu chính là nói bạn là một pháp khí bạn đầy đủ điều kiện học tập vậy bạn sẽ không uổng phí nếu như bạn đối với người sự vật không có tâm cung kính bạn tuy là thân cận Họ sẽ không dạy bạn Bạn chỉ cùng đại chúng đi theo nghe thì tốt rồi Sẽ không đơn độc đặc biệt quan tâm đến bạn Vì sao vậy? Bạn không thể thành tựu Nếu họ đem tinh thần thời gian để ở nơi bạn Đó là lãng phí Chúng ta từ ngay chỗ này mà học được Làm thế nào nhận biết một người nhận biết một người chân thật có thể có thành tựu chỉ quan sát họ có kính ý đối với tất cả người sự vật hay không có tâm cung kính hay không tam bảo tam bảo ở chỗ này rất là đơn giản cái đã chỉ chính là trụ trì tam bảo cái thứ nhất là phật bảo ngày nay phật không còn ở thế gian sớm đã rời khỏi chúng ta thế nhưng giáo hóa của phật vẫn cứ lưu truyền đến ngày nay cái giáo hóa này là kinh điển chúng ta tiếp nhận giáo hóa của phật biểu thị cung kính cảm ơn đội đức đối với phật cho nên chúng ta tạo tượng phật để biểu đạt kính ý của chúng ta tượng phật có quy củ nhất định cái quy củ này ở trong đại tạng kinh có một bộ gọi là tạo tượng độ lượng kinh trong đây nói rõ tạo hình tượng của phật hình tượng của bồ tát hình tượng của a la hán hình tượng của thần hộ pháp rất nhiều rất nhiều Chiếu theo phương pháp trong đó Mà tạo Chúng loại tạo tượng rất nhiều Có bằng xi măng Có điêu khắc gỗ Có điêu khắc đá Còn có kim thuộc tạo nên Thậm chí đến hòa vẽ Hòa vẽ ra hình vật những tượng phật này trên đại thể là giống nhau diện mạo đương nhiên là không như nhau không thể nào làm cho mỗi tượng phật diện mạo hoàn toàn giống nhau việc này có quan hệ gì không bởi vì phật không có tướng nhất định không chỉ phật không có tướng nhất định tướng của a la hán thì có thể tùy theo tâm của chúng sanh khởi tác dụng biến hóa trên kinh lăng nghiêm nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng như chúng ta lần trước đến malaysia chúng ta thâm diễn một Phật tự của Miến Điện. Xem thấy họ dùng đá điêu khắc theo Miến Điện. Thông thường gọi là Phật Ngọc Miến Điện. Đồng thời chúng ta xem thấy hơn 20 tượng Thích Ca Mâu Ni Phật Diện mặt của Thích Ca Mâu Ni Phật Tượng thứ nhất Là người Ấn Độ Khuôn mặt của người Ấn Độ Tượng thứ hai Là người Nepal Từng tượng từng tượng mà xem Chính là khuôn mặt Của các dân tộc Đông Nam Á Khuôn mặt của người Trung Quốc chúng ta Là xếp ở hàng thứ ba Phía sau chính là Hàn Quốc Nhật Bản Mới biết được Tướng mạo của Phật Bồ Tát Thật là thân thiết Bạn là người ở nơi nào Thì tướng mạo đó của Ngài giống y như bạn Cùng đồng chủng tộc với bạn Cùng đồng một quốc gia, một chủng tộc cho nên tướng mạo của phật bồ tát là có thể thay đổi để bạn xem thấy rồi xanh tâm hoa nghĩ một tổ tượng này vô cùng hiếm có tôi đã chụp lại hết tất cả những tượng đó cho chúng ta khải thị rất lớn phật đích thực ra là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng không phải là không thể thay đổi thiên biến dạng hóa chúng ta đối với phật phật là lão sư của chúng ta ân huệ đối với chúng ta rất lớn không thể nào có thể so sánh được với ngài chúng ta nhận được giáo hóa của ngài mới có thể ở ngay trong một đời vĩnh thoát luân hồi vĩnh thoát sanh tử hiện tại cái thế gian này Nhiều khổ, ít vui Đại khái 90% là khổ Vui chẳng quá chiếm 10% mà thôi Đây là nói khu vực Đông Nam Á này của chúng ta Có rất nhiều khu vực Bần cùng là hậu Họ chỉ có khổ Không có vui chúng ta phải thường hay nghĩ đến. Hôm nay còn có đồng tu đến nói với tôi, cư sĩ Hứa Triết còn chăm sóc mười mấy người già, rất là bận cùng. Những người già này rất là đáng thương, mỗi ngày ở trong quán nhỏ ăn một bữa cơm, hai đồng cũng không có tiền trả. cư sĩ hứa triết giúp họ qua nghỉ tháng mỗi ngày cúng dường họ hai bữa cơm cơm trưa cơm tối mỗi ngày bốn đồng ở khu vực singapore vẫn có người khổ đến như vậy nuôi những người già này mười mấy người già họ nói với tôi mỗi năm phải hơn ba mươi ngàn chúng ta nghe rồi Làm sao có thể không đưa tay ra cứu giúp Thế gian Người khổ vẫn còn rất nhiều Rất nhiều Chúng ta phải biết Phải đi lắng nghe Phải toàn tâm toàn lực Đi giúp đỡ họ đời sống của chính mình Có thể tiết kiệm ra hai đồng Có thể tiết kiệm ra bốn đồng Thì có thể giúp cho họ sống được một ngày Thường hay giữ cái tâm này Thì bạn có phước Lãng phí là tạo tội nghiệp Nghĩ lại xem Cách ta dùng tiền Ta có thể tiết kiệm bốn đồng Bạn xem Thì họ có thể qua được một ngày một ngày no ấm làm sao chúng ta có thể lãng phí cái thế gian này còn có người còn khổ hơn họ hai tháng trước tu nữ thiên chúa giáo đến đón với tôi phi châu người bên đó rất khổ Còn khổ hơn người già Của Singapore chúng ta Không chỉ bần cùng Mà còn có Rất nhiều bệnh tật Sanh ra Chúng ta đối với Những tu sĩ tu nữ này của Thiên Chúa Giáo Chúng ta rất tôn kính Họ ở bên đó Làm việc đến 10 năm, 20 năm Cứu tế những người khổ nạn này Chúng ta nghe được cái tin tức này Họ ở bên đó làm Chúng ta cũng tặng một ít tiền giúp đỡ họ có một số phật giáo đồ xem thấy chúng ta làm như vậy không cho là đúng cho là thế nào pháp sư tiền của ông là mười phương cúng dường đến ông phải nên dùng vào trong phật pháp vì sao ông có thể đem đi giúp cho ngoại đạo Tôi nghe được rất nhiều Bạn nói tôi phải nên dùng vào trong Phật Pháp Tôi là dùng ở trong Phật Pháp Ông đem tiền cho các tôn giáo khác Làm sao mà dùng ở nơi Phật Pháp Tứ Hoàng Thị Nguyện các vị đều đã đọc qua Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Câu nói này nói bằng cách nào Các tôn giáo có phải là chúng sanh hay không vậy thì bạn đọc tứ hoàng thệ nguyện này còn phải thêm vào chú giải chúng sanh vô biên thệ nguyện độ các tôn giáo khác một mực không độ có phải như vậy hay không làm gì có loại đạo lý này họ là chúng sanh mà đã là chúng sanh thì chúng ta phải giúp đỡ họ Bạn lại tỉ mỉ quan sát Thích Ca Mâu Phật Thế Tôn ngày năm xưa ở đời Ngài không phải là một nhân vật khu vực Không phải một nhân vật của quốc gia Ngài là nhân vật của thế giới Chúng ta ở trên kinh điển thường hay xem thấy 16 vị đại quốc dương quy y hậu pháp Đó chính là nói với bạn 16 cái quốc gia Không phải là một quốc gia cho nên thế tôn giúp đỡ tất cả chúng sanh không phân cõi nước không phân tộc loại không phân tôn giáo một mực quan tâm yêu thương bình đẳng giúp đỡ họ mà thực tế chúng ta gọi là mê hoặc điên đảo tâm lượng quá nhỏ hẹp sự phân biệt quá sâu khô cứng ở trong phật giáo ở trong cái dòng này đều không có cách nào vượt qua một bước bạn có thể thoát được luân hồi hay sao sai rồi đặc biệt sai lầm đây là chân thật không hiểu được chân thật nghĩa của như lai Cho nên chúng ta học Phật Phải hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập Chúng ta tạo tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật Mỗi niệm không quên Nhớ đến Thế Tôn Ngài Mỗi giờ mỗi phút Dùng cái hình tượng này nhắc nhở chính mình Chúng ta xem thấy tượng Phật Phải đảnh lễ ba lại Lễ vào thời xưa Còn phải nhiễu quanh ba dòng Hiện tại chúng ta không còn Chỉ đảnh lễ ba lại biểu thị chân thành cung kính của chúng ta thế nhưng ý nghĩa càng quan trọng hơn phải đem cái phần chân thành cung kính này dùng vào ngay trong cuộc sống thường ngày đối với tất cả người tất cả việc tất cả vật cũng cung kính chân thành giống như đối với phật đây gọi là học phật Chúng ta khinh mạng đối với người, với việc, với vật. Vì thì không phải học Phật, cho nên đạo nghiệp của bạn không thể thành tựu. Học được bao nhiêu năm? Đừng nói là đại ngộ, ngay cả tiểu ngộ cũng không thể khai. Vì sao đại đức vào thời xưa chúng ta xem cao tăng truyện xem tỳ kheo ni truyện xem cư sĩ truyện xem thiện nữ nhân truyện vào thời xưa người tu hành ba năm đến năm năm khai ngộ quá nhiều quá nhiều mười năm tám năm chứng quả đâu đâu cũng có Tại vì sao người giàu lúc đó có thể Hiện tại chúng ta không thể Chúng ta phải nghĩ nhiều đến cái nguyên nhân này Nguyên nhân rốt cuộc ở chỗ nào Pháp của Phật không hề sai Đây là nói lý luận cùng phương pháp phật đã nói đều không có sai lầm bên đó không hề sai sai nhất định ở nơi chính chúng ta nhất định phải đem tâm bệnh của chính mình tìm ra phật bồ tát từ bi sợ bạn tìm không ra ở trong kinh giáo mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta chúng ta cũng mỗi ngày đều đang độc tụng thậm chí một ngày trùng lập lại nhiều lần thế nhưng vẫn cứ là trơ trơ không cảm giác vậy thì còn cách nào chăng loại hiện tượng không cảm giác này chính là trong phật pháp thường nói nghiệp chướng quá nặng chúng ta trong lúc giảng dạy thường nói tâm tự tư tự lợi quá nặng khởi tâm động niệm đều là vì chính mình không chịu giúp đỡ chúng sanh đây chính là thường nói không có tâm bồ đề vậy thì làm sao có thể thành tựu không phát tâm bồ đề Ngày ngày đi theo Phật Cũng không lợi ích gì Cũng không thể thành tựu Không cần nói Phật Chúng ta đi xem lục tổ đàn kinh Đây là tổ sư Bao nhiêu người thân cận tổ sư Ngài Cả đời ở bên Ngài Không hề rời khỏi Có thể thành tựu hay không? Không có thành tựu Cũng có người chân thật thành tựu Ngay trong một đời Chỉ cần thời gian một ngày Thân cận tổ sư Ngài Thiền sư dĩnh Gia Ngài đến Tạo Khê Thăm viếng lục tổ một ngày Một ngày Vẫn là lục tổ giữ ngày lại Ngày gặp mặt với lục tổ Vừa hỏi vừa đáp Đáp xong ngày liền đi Lục tổ giữ ngày lại Ngày nói Ông đi quá nhanh vậy Ở một ngày Ngày mai hãy đi Cho nên trong thiền tông Gọi là nhất túc giác Do đây có thể biết người chân thật thành tựu có cần ở trước mặt lão sư không không cần thân không cần tâm cần tâm theo tâm của lão sư đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh đó là chân thật đang ở chung ngày ngày ở bên cạnh lão sư tư tưởng kiến giải ngôn hạnh hoàn toàn không như nhau, cả đời cũng không cách gì thành tựu. Thiền sư Dĩnh gia là một tấm gương tốt. Hiện tại tôi ở Singapore. giảng kinh dạy học tôi biết cũng có rất nhiều người không ở singapore họ học được chân thật có thành tựu họ học được từ chỗ nào vậy học được từ trên mạng tôi ở singapore mỗi một lần diễn giảng họ đều ở trên mạng thu nghe họ có thành tựu những người này thật làm vì sao họ có thành tựu họ có tâm cung kính tam bảo then chốt chính ở một câu này cung kính Không phải nói ở ngoài cửa miệng Cái gì gọi là cung kính Chân thật cung kính Là y giáo phụng hành Cái Phật bảo này Ngày ngày là Phật tượng Phật ở đời tam bảo lấy phật làm trung tâm sau khi phật nhiệt độ tam bảo lấy pháp làm trung tâm chúng ta có tâm cung kính đối với pháp bảo hay không cái điểm này cư sĩ lý mộc nguyên nói qua với tôi ông nói ông trước khi đi qua trung quốc đại lục cho rằng singapore người học phật đều rất tốt tương đối cung kính đối với tam bảo sau khi đến đại lục thăm viếng mới biết được nếu chúng ta đi so sánh với đồng bào đại lục trên trời dưới đất không thể sánh người ta xem thấy một quyển phật kinh để lên trên đầu hai tay bưng lấy pháp bảo đối với họ mà nói quá hy hữu quá trân quý họ xem được rất trân trọng chúng ta ở bên đây in ấn được quá nhiều có được quá dễ dàng không hề đem nó xem là quan trọng không có tâm cung kính cho nên thành tựu của chúng ta không thể sánh được với người bên đó cư sĩ lý mộc nguyên mỗi năm đều muốn đến các nơi của trung quốc để tâm viếng mỗi năm đều phải đi sáu bảy lần ông chứng thực cho chúng ta ông nói thật đấy mấy năm trước vào lúc đó tôi vừa mới đến nơi đây ông từ ngũ đại sơn trở về ở nơi đó bần cùng lạc hậu đời sống vật chất rất là gian nan thế nhưng tặng tiền cho họ họ không cần tặng vật chất cho họ họ cũng không cần họ bằng lòng trải qua nghị tán khổ nhất họ cần cái gì họ cần pháp bảo Cho nên bạn tặng kinh sách Tặng băng ghi hình Hiện tại tặng VCD Họ đội ở trên đầu mà tiếp nhận Xem thấy họ loại chân thành cung kính đó Chúng ta sanh tâm hổ thẹn Năm trước tặng ban ghi âm qua bên đó ban ghi hình nghe đi nghe lại cái băng từ đó bị mòn giãn hình ảnh của ban ghi hình đều rất mờ nhạt âm thanh gần như không nghe được họ vẫn là quỳ ở nơi đó mà chuyên tâm lắng nghe chúng ta từ ngoài đến xem thấy cái cảnh tượng này trong lòng rất đau xót rơi lệ nghĩ lại chính chúng ta có được quá dễ dàng không hề có ý niệm trân trọng bạn làm sao có thể so được với người ta pháp bảo quyết định phải lưu thông pháp bảo không thể tích chứa ở nơi đó ta chính mình không học phải mau tặng cho người khác học đó là vô lượng công đức không nên cất giữ tài vật cũng không nên cất giữ ngày nay thiên hạ có rất nhiều người ở ngay bên bờ vực đói khát của cải của chúng ta quá nhiều cất giấu ở nơi đó người ta ở nơi đó chịu khổ chịu nạn phải nên đem của dư ra cứu giúp cho họ thế nhưng chúng ta phải có thể thể hồi được giáo huấn chân thật của phật đà phương pháp cứu khổ cứu nạn triệt đệ nhất phương pháp viên mãn nhất là giáo dục nếu người không nhận qua giáo dục không có trí tuệ không có năng lực thì họ vĩnh viễn sẽ không thể cải thiện đời sống của họ người có từ bi hơn cứu họ một đời nuôi họ một đời cũng không có ý nghĩa quá lớn nhất định phải dạy họ giúp đỡ họ khai trí tuệ giúp đỡ họ đạt được kỹ năng họ không những cải thiện đời sống của họ đồng thời họ cũng có thể đối với xã hội đối với chúng sanh có cống hiến chân thật đây mới là cứu tế triệt để nhà phật nói từ thiện cứu tế cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm Vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói Pháp Đây là điển hình từ bi cứu tế Viên mãn Chúng ta phải có thể thể hội được Gần đây sắp gần một thế kỷ nhất là nửa thế kỷ gần đây sau khi đại chiến thứ hai kết thúc khu vực quốc gia thông thường đều định ra một mục tiêu truy cầu tiền của truy cầu khoa học kỹ thuật không sai những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển có bao nhiêu khu vực thu hoạch được tiền của chúng ta muốn hỏi cách làm này của họ có đích thực chính xác hay không truy cầu tiền của thì họ được tiền của nếu như là thật từ xưa đến nay không chỉ là phật giáo gần như tất cả tôn giáo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền nói cho chúng ta nghe định luật nhân quả chẳng phải đã bị lật đổ rồi sao cho nên hiện tại người thế gian này không tin tưởng có nhân duyên quả báo cho rằng cái gì tiền tài là họ sáng tạo ra Khoa học kỹ thuật là họ phát minh ra Nhân quả báo ứng Cái cách nói này Đó chính là chính sách ngu dân Của người xưa lừa gạt chúng sanh Một mực đem nó phủ định Chúng ta nghe qua lời nói của họ như phải mà quấy vì sao nói như phải mà quấy nếu như nói cái tiền tài này có thể truy cầu mà được có người kinh doanh phát tài tại vì sao có người kinh doanh thất bại cũng đồng là người có thông minh trí tuệ cũng đồng là người từ nơi một cái nghề nghiệp này Tại vì sao có người thành công Có người thất bại Nếu như tiền của Là do chúng ta sáng tạo ra Phải là mỗi một người sáng tạo đều thành công Không thể nào có một người thất bại Tất nhiên Thành công ít, thất bại thì nhiều Ngày nay Trên thế giới, quốc gia giàu có dư giả nhất Là Hoa Kỳ Hoa Kỳ vẫn là có người ăn xin chúng ta ở hoa kỳ vẫn gặp được đã bố thí cho họ cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát vẫn là không tránh khỏi định luật nhân quả phát tài trong mạng bạn có tiền tài quyết định không phải do bạn chính mình sáng tạo ra được tiền tài trong mạng có trong bạn không có cùng làm một nghề nghiệp giống như bạn bạn làm thì thành công họ làm thì thất bại trong bạn không có bạn từ nơi bất cứ nghề nghiệp nào đó là duyên trong bạn của bạn có đó là nhân nhân cùng duyên kết hợp quả báo hiện tiền trong bạn không có tiền tài bạn tuy là duyên đầy đủ vẫn là không được nhưng là không đạt được Cho nên lời của họ nói là Như đúng mà sai Thánh hiền nhân mấy ngàn năm trước Truyền lại đại đạo lý là chính xác Chắc chắn không có sai lầm Phật dạy cho chúng ta Làm thế nào tu tài phú Trong mạng không có tài Tài ở trong mạng từ đâu mà có Ngay trong đời quá khứ đã tu Bạn tu nhân Bạn mới có được quả báo Bạn không chịu tu nhân Thì làm gì có được quả báo Nhân là gì Nhân là bố thí Phật giảng được hay Tiền tài là quả báo Tại bố thí là nhân ưa thích dùng tài vật bố thí tất cả chúng sanh con người này trong mạng có tài càng thí càng nhiều tài là do như vậy mà ra trong mạng có tài không luận bạn từ một nghề nghiệp nào đều phát tài bạn phát tài còn chịu bố thí tài vì thì tài trong mạng này của bạn thì quá nhiều rồi Thông minh trí tuệ là quả báo Pháp bố thí là nhân Hoan hỷ Dùng thế xuất thế gian Pháp Giáo hóa tất cả chúng sanh Con người này có trí tuệ Được thông minh trí tuệ Khỏe mạnh sống lâu là quả báo. Vô úy bố thí là nhân. Cho nên con người chỉ cần chịu tu ba loại nhân này, bạn nhất định sẽ được quả báo tiền tài, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu. Trong đời quá khứ không có tu, hiện tại tu vẫn có thể kịp. Các vị tỉ mỉ mạch xem Liễu phàm tứ huấn Cái quyển sách nhỏ này Bạn liên tương tận Đó là sự thật Không hề lừa dối người Liễu phàm ba thứ này Đều đầy đủ Tại có một chút Không nhiều Thông minh trí tuệ cũng không lớn Thọ mạng cũng không xem là dài Thọ mạng 53 tuổi Ông gặp được thiền sư dân cốc Dân cốc thiền sư Đem những đại đạo lý này giảng cho ông nghe Ông hiểu rồi Chăm chỉ mà làm Cho nên ông ứng nghiệm nhà Phật Đã nói Phật thì môn trung hữu cầu tắc ứng Tài phú mà ông có được vượt qua trong mạng của ông Thông minh trí tuệ Khỏe mạnh sống lâu Thấy đều vượt qua Thọa mạng của ông Vì có 53 tuổi Ông đã sống hơn 70 tuổi Sống thêm được hơn 20 năm Ngay đời này tu được Cho nên bạn chân thật tường tận Chân thật biết được bạn biết được làm thế nào để đi tu nhân làm thế nào đạt được quả báo quả báo hiện tiền thành thật mà nói cũng không phải là việc tốt vì sao vậy có rất nhiều người bị quả báo làm cho đầu óc bị mờ bịt rồi khi chưa phát đạt thì ít làm việc xấu sau khi phát đạt thì làm việc xấu càng lúc càng nhiều phước báo hưởng xong rồi quả báo ác liền hiện tiền cho nên phật dạy cho chúng ta xả đắc ý nghĩa của xả đắc rất sâu bạn bố thí chẳng phải là có được hay sao sau khi có được bạn đem cái đó lại xả đi xả đắc đây là thông minh đến tuyệt đỉnh Có thể đem cái chính mình có được Cũng có thể xả hết Bạn mới có thể thành Phật Thành Bồ Tát Bạn mới có thể siêu dược Tam giới sáu cõi Cẩn dịch vòng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật